chúng ta tiếp nhé. À, thì cái hàm Function này chúng ta biết rồi là đấy là chúng ta muốn lấy là các sản phẩm theo theo uh, category theo loại đúng không? thế thì ý tưởng của hàm uh, ý tưởng của chúng ta như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem cách gọi cái hàm này như thế nào nhé. Thì chúng ta sẽ sang cái slide tiếp theo. ở cái slide tiếp theo này thì tôi tôi sẽ chúng ta sẽ gì nhỉ? chúng ta uh, sẽ bây giờ chúng ta gọi hàm này cái gọi cái hàm của chúng ta thì chúng ta sẽ select sao from cái tên hàm fn Boraclit by Subcarovi Chúng ta thuyền thăm số 6 vào Tức là chúng ta đưa tất cả những sản phẩm mà có gì nhỉ Có mã loại Tất cả những sản phẩm có category là 6 Mã loại là 6 đúng không Thì ở đây chúng ta hiển thị được có gì nhỉ Hiển thị được các sản phẩm như sau Đúng chưa Ally, Mutton vân vân Đấy các cái sản phẩm này Và giá của nó tất nhiên là luôn rồi Bởi vì chúng ta tại sao luôn Bởi vì chúng ta mới lấy tên và gì nhỉ Với ID là tên thôi Còn giá chúng ta không chèn vào mặc định Chúng ta lại lấy luôn là luôn đúng không Thế tí nữa Thế tí nữa cái giá này làm sao chúng ta sẽ xử, xử lý dữ liệu giá là chúng ta tôi ý tưởng của chúng ta là chúng ta muốn nối cái bảng cái bảng cái cái hàm này này với một cái bảng bố đắc của chúng ta để chúng ta lấy ra đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh select sử dụng trong uh, phép lối như sau này. Thế bây giờ các bạn sẽ lấy ra tên, tên lấy ra lên này, các bạn select lên này, được chưa? Lên này. Các bạn select ID này, được chưa? Rồi, các bạn select unit by, line, unit by, line, được chưa? Unit by, line, được chưa? Uh, hai cái trường tên và lên và ID thì các bạn lấy từ bảng gì nhỉ? Thì các bạn lấy từ cái hàm này đúng chưa? Đây, kết quả hàm này các bạn lấy từ hàm này. Còn cái unit price ấy, còn cái giá này thì các bạn lấy từ bảng gì nhỉ? Lấy bảng uh, Morac thì chúng ta sẽ lấy từ hai bảng, tóm lại ý tưởng của chúng ta lấy từ hai bảng. Chúng ta lấy từ bảng gì nhỉ? Uh, lấy từ bảng, chúng ta lấy cái uh, lấy thông tin này từ bảng này, từ cái hàm này đúng không? Cái hàm mà uh, cái hàm này chúng ta truyền tham số 6 với mã là 6 và chúng ta đặt tên minh danh của cái hàm này đó là FN Pro được chưa? và chúng ta lấy từ bảng Borac nữa, chúng ta lối bảng tóm lại chúng ta lối bảng Borac với cái hàm này này, được chưa? Và ở đấy điều kiện nối là gì nhỉ? Điều kiện là lối là cái ID của hai bên bằng nhau, được chưa? Điều kiện là cái hạng cái bảng này chấm ID thì bằng Borac chấm Borac ID, được chưa? Thì kết quả chúng ta sẽ lấy ra được dữ liệu là tên này, ID và và giá. Đấy. Thì ý tưởng của cái gì nhỉ? Ý tưởng của cái 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 hàm hàm lấy hiển thị sản phẩm theo theo category chúng ta ý tưởng chúng ta làm như thế chúng ta muốn đưa cái hàm này vào để chúng ta lấy dữ liệu theo gì nhỉ để lối dữ liệu đúng không lấy dữ liệu để lấy truy vấn thông tin từ từ một bảng trong cơ sở liệu và một cái hàm đúng không và trả về câu lệnh select được chưa nhỉ? thì chúng ta quay về demo cái ví dụ này nhá. Thế để demo cái ví dụ này thì các bạn các bạn phải cài các bạn sẽ cài cơ sở liệu đó là cơ sở liệu login được chưa nhỉ? các bạn sẽ mở một cơ sở liệu login cái cơ sở liệu này thì chúng ta thấy là cơ sở liệu rất là phổ biến chúng ta các bạn có thể download trên download trên mạng đúng không các bạn sẽ cài vào các bạn sẽ tách vào cơ sở liệu của chúng ta thì trong cái cơ bản cơ sở liệu ở Lotwin thì nó có một số bảng như sau thì cái, cái cơ sở liệu bán hàng thì các bạn trong học môn cơ sở liệu các bạn đã biết rồi đúng không thì có bảng uh, chúng ta đó là bảng product này đúng không bảng product, đắc bản sản phẩm này thì có gì nhỉ có mã sản phẩm này tên sản phẩm này mã nhà cung cấp này uh, mã loại vân vân số lượng vân chưa bảng bảng thứ hai là bảng gì nhỉ? Bảng thứ hai là bảng category. Bảng thứ hai là bảng gì nhỉ? Bảng category. Đây bảng loại sản phẩm đúng không? chúng thì có các trường là uh, uh, mã mã loại này, category ID này, tên loại này, mô tả và hình ảnh của loại đúng chưa? Rồi. Thế thì chúng ta sẽ uh, ví dụ cái bảng này như sau, chúng ta sẽ hiển thị bảng bố đắc này. Đấy, các bạn thấy. Được chưa nhỉ? Rồi, ok. Đây thì ở đây nó sẽ đưa ra là bố đắc một mã một vân vân được chưa? Đây là loại là đúng không? Rồi bây giờ tôi muốn đưa ra tất cả những sản phẩm nào có uh, tôi lấy, lấy, tất cả những cái gì nhỉ? Tất cả những sản phẩm xin sao và rom gì nhỉ? Rom uh, rom đắc đúng không? Được chưa? Where gì nhỉ? Que cái tôi theo muốn truyền theo loại đúng không? Que cái tham số là gọi là tham số category ID đúng không? Bằng bằng 6 thì đúng không? Bằng đúng không? Thì chúng ta sẽ chúng ta gom một cái đây nhá. Ok. Rồi thì chúng ta thấy là chúng ta lấy dữ liệu từ bảng từ cơ sở dữ liệu Godwin nhá. Rồi, chạy đây. Rồi. Như vậy ở đây nó sẽ đưa chúng ta là mấy cái nhỉ? Đưa chúng ta là các bản ghi đúng không? Đây có những sản phẩm này đúng không? Có có 6 sản phẩm thôi đúng không? Đấy chúng ta thấy có 6 sản phẩm. Có cái category là bao nhiêu nhỉ? Là 6 đúng không? Rồi. Chúng ta tương tự tiếp theo này, chúng ta viết một cái hàm, chúng ta viết một cái hàm. Thì cái này các bạn thì có thể là Rồi các bạn có thể gì nhỉ? Các bạn có thể gì nhỉ? Các bạn copy copy cái này. Được chưa? Rồi các bạn copy cái này vào nhé. Yeah. Rồi. Thì các bạn paste vào đây. Được chưa? Ví dụ thì tôi đã giải thích cho các bạn rồi, các bạn hiểu rồi đúng không? Các bạn check và các bạn sẽ gì nhỉ? Các bạn sẽ execute thực thi đúng không? Xong thực thi xong rồi thì các bạn sẽ gọi hàm đúng không? Đấy, các bạn sẽ gọi như sau. Thế các bạn bây giờ muốn đưa gọi hàm thì chúng ta có hai phương án. Phương án thứ nhất là chúng ta gọi uh, 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 gọi với dữ liệu là 6 đúng không? Dữ liệu 6 thì nó trả về tất cả những uh, dữ liệu là có là sản phẩm có mã là 6 đúng không? Chúng ta thấy này. Đúng chưa? Chúng ta sẽ đưa ra này. 6 này. Đấy. Ví dụ như là giá là luôn đúng không? Bởi vì chúng ta chưa chèn vào giá đúng không? Thì tí giá thì chúng ta móc sang bảng bổ đắc này đúng không? Thì chúng ta lấy bảng như vậy. Chưa nhỉ? Rồi. À, và thứ hai là chúng ta, à, ví dụ là 5 dạng. Ví dụ chúng ta là 5. đúng chưa? 5. Đấy 5 thì có 7 cái đúng không? Tương tự 3 này 1 thì mấy cái? Đấy 1 thì có 12 cái đúng không? Đúng không? Đây thì chúng ta lấy ra 6 đúng không? Rồi, đúng chưa? Rồi, ra 6. Như vậy ra được uh, Như vậy cái cái hàm của chúng ta sau khi lấy truyền ra, tham số là 6 là đưa ra được 6 cái bản ghi đúng không? Rồi và giá là luôn, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ gọi hàm cách hai là chúng ta sẽ gì nhỉ? Chúng ta lối cái gì nhỉ? Lối cái bảng bảng bố đắc và cái bảng gì? Chúng ta lối bảng bố đắc và bảng sản phẩm này vào đúng không? Đấy, các bạn rồi các bạn có thể go ở đây nhá các bạn để các bạn rồi rồi các bạn rồi các bạn lối uh, uh, lấy, lấy từ bảng bố đắc này và bảng gì nhỉ lấy bảng bố đắc thì cái thông tin giá giá còn cái lên và cái id thì các bạn lấy từ bảng gì nhỉ bảng này đúng không từ cái 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 hàm này được chưa hàm này tên bảng bí danh là f đúng chưa các bạn sẽ chạy cái ví dụ này đấy như vậy là chúng ta sẽ đưa ra thông tin về giá đúng không đấy như vậy là cái hàm này nó trả về một bảng đúng dữ liệu và chúng ta sẽ nối với một cái bảng bố đắc. sẽ lấy thêm thông tin vào trường một trường nữa vào đây nhớ nhỉ rồi thì tôi sẽ chúng ta đấy như vậy các bạn đã hiểu ví dụ này chúng ta sẽ quay về bài học nhé tương tự chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ làm một cái ví dụ thứ hai làm việc với với hàm giá trị bảng cái ví dụ thứ hai thì chúng ta sẽ làm một cái ví dụ phức tạp hơn một chút đó là chúng ta viết cái hàm gọi là hàm gì nhỉ hàm fn credit đấy nhỉ rồi chúng ta sẽ th thêm một cái tham số là gì nhỉ? Tham số bao nhiêu? À mát man kiểu money. Cái hàng này ý tưởng của chúng ta là đưa giảm một cái bảng và chúng ta lấy và cái, cái, cái biến bảng là out hồ đúng chưa? Cái bảng này chúng ta sẽ lấy thông tin về thứ nhất là mã nhà cung cấp này, uh, mã hóa đơn này đúng chưa? Mã nhà cung cấp này, đúng chưa? Số hiệu hóa đơn này, đúng chưa? Ngày hóa đơn này, rồi tổng tiền của hóa đơn này, rồi là đã thanh toán bao nhiêu, rồi là gì nhỉ? Rồi cái tham số là tham số credit total đúng chưa? Tham số cái tham số payment credit total đúng chưa? Và cái tham này chúng ta cái cái bắt đầu cái hàm này như thế này, bắt đầu từ khóa begin và end đúng chưa? Và chúng ta uh, muốn chèn vào dữ liệu vào cái bảng này, chúng ta insert vào cái bảng này, đúng chưa? Rồi. Và chúng ta chèn vào các câu lệnh truy vấn là gì? Là chúng ta đưa lấy dữ liệu từ bảng invoice id này, uh, vendor id này, invoice number này, uh, invoice date này, đúng chưa? Invoice total, payment total, credit total từ bảng invoice m gì nhỉ? mà có tức là những nhà cung cấp nào mà bị còn nợ còn dư đúng không? Còn bị nợ, bị nợ thì cái tham số này dương đúng chưa? Như vậy là cái bảng này cái cái dữ liệu ở đây là đầu tiên lấy tất đúng không? Lấy tất cả tất cả những nhà cung cấp nào mà còn nợ đưa vào bảng Accounts được đúng chưa? Rồi. Thế như vậy bảng Accounts table của chúng ta gồm các cột này. Đấy, rồi. Và chúng ta sẽ gì nhỉ? Chúng ta sẽ thực hiện bây giờ như vậy bảng Accounts table chúng ta nó là một bảng rồi đúng không? Một bảng đây chỗ chúng ta. À, nó là một bảng rồi thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Chúng ta sẽ nó uh, uh, là một bảng ao tên là ao table đúng không? Thì các bạn sẽ bây giờ các bạn sẽ có thể đây là một bảng đúng không? Thì các bạn có thể xử lý bảng này đúng không? Các bạn có thể xử lý bảng này này. Thì các bạn có thể dùng vòng ngoài này, ngoài này. Khi mà tổng cái gì nhỉ? Tổng cái số uh, lợi, tổng số lợ này còn gì nhỉ? Bạn lấy lấy các bạn lấy lấy tổng số lợ từ bảng là gì? Bảng tạm này đúng không? Đấy. Mà có điều kiện là gì nhỉ? Um, rồi các bạn lấy tổng số lợ của bảng này và cái điều kiện của chúng ta là khi mà cái tổng tổng số lợi lớn hơn một cái tham ngưỡng nhất định thì các bạn có thể thay đổi bảng dữ liệu của từ bảng này các bạn có thể cập nhật cái bảng ao ao thay này đúng không các bạn thiết lập các tham số cho nó được chưa đấy các bạn có thể tăng cái tăng lên 0,1 vân 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 đấy, tăng tham số lên và cái cuối cùng cái hàm này bao giờ cuối cùng của chúng ta begin và cuối cùng bao giờ chúng ta trả về một cái hàm gọi return đây là vòng lặp quay ý tưởng của hàm này là khi mà chúng ta uh, tổng số lợi của ở trong cái bảng ao ao thay ấy là ở lớn hơn một cái ngưỡng thì chúng ta có thể thay đổi chúng ta có thể thực hiện câu lệnh thay đổi giá trị của credit to tờ các bạn thay đổi ở đây được chưa nhỉ và kết quả của cái hàm là return là một cái biến bản Đấy, và em thế để gọi hàm này chúng ta chúng ta làm nào chúng ta sang slide tiếp theo để gọi hàm này thì chúng ta có thể làm thế này thì cái cái ví dụ vừa rồi ý, cái ví dụ mà chúng ta lấy tổng tổng lớn hơn đây chúng ta lấy tổng dương ý. đây chúng ta cái câu lệnh select này này lấy tổng tất cả những nhà cung cấp mà còn nợ ấy thì chúng ta vừa rồi chúng ta ở ví dụ trước chúng ta lấy ra 11 người đúng không? Đây như vậy chúng ta có 11 cái nhà cung cấp còn nợ đây này. Đấy, đúng chưa? Đấy có 14 nhà cung cấp còn nợ ở đây. Và đây là kết quả của những 11 cái câu lệnh đấy. của cái câu lệnh đấy. Và bây giờ chúng ta sử dụng câu lệnh select sử dụng hàm này. Các bạn bây giờ các bạn lấy từ bảng hóa đơn, các bạn lấy từ lấy các bạn lấy từ tên nhà cung cấp này, các bạn lấy tổng số gì nhỉ? Tổng số tiền đúng không? Tổng số số gọi là credit to tờ đúng không? với cái tên là gì nhỉ với tên là credit request đúng nhá từ bảng vendor lối cái cái hàm đấy bởi vì cái hàm này nó chúng cái hàm này nó cũng trả về cho chúng ta một bảng rồi đúng không à, với điều kiện nối là gì nhỉ điều kiện nối là gì điều kiện nối là cái bảng tạm này với cái mã nhà cung cấp hai cái bằng nhau và chúng ta nhóm bởi nhà cung cấp được chưa nhóm bởi cái cái nhà cung cấp vendor đi và kết quả chúng ta sẽ đưa ra cái tham số này và có chúng ta có bảy nhà cung cấp được chưa bởi vì tham số 50.000 là tham số chúng ta thấy vừa rồi nó có à tham số 50.000 là đưa ra gì nhỉ? 7 nhà cung cấp đúng không? 7 7 7 nhà còn nợ đúng không? Đấy. Như vậy và kết quả của chúng ta sẽ đưa ra một cái dữ liệu như này và chúng ta sẽ đưa ra là tên nhà cung cấp này, Đấy là tên nhà cung cấp và tổng số tiền này, đúng không? Tổng số tiền đúng không? Đấy. Và nhóm theo các nhà cung cấp. Bởi vì ở đây chúng ta đã nhóm các cái nhà nhóm tất cả các nhà các nhà cung cấp thành một gì nhỉ? Một thành một một một, một. ví dụ nhà cung cấp này có 4, 4 hóa đơn thì chúng ta liệt kê là một lần là chúng ta lấy tổng rồi đúng không? Rồi. À, chúng ta tiếp theo nhé. Tôi sẽ demo cái ví dụ này đúng không? Đây, các bạn demo cho các bạn ví dụ. Thì các bạn có thể làm như sau, các bạn ấy Rồi các bạn sẽ copy cái dữ liệu này nhá. Rồi các bạn Các bạn chạy cái ví dụ này. Các bạn chọn cơ sở nếu liệu AB nhá. Rồi, các bạn sẽ chạy này. Các bạn sẽ chạy câu lệnh này rồi, các bạn chạy cái, tạo cái hàm này rồi xong, các bạn gọi hàm như sau. Đây các bạn gọi hàm như sau. rồi các bạn sẽ chạy cái ví dụ này check rồi các bạn chạy và đây là đây là đưa ra kết quả của chúng ta đây đấy đó lại đưa ra uh, tên nhà cung cấp này và gì nhỉ và tổng cái số tiền uh, tổng số tiền tiến dụng đúng không à, của nhà cung cấp đúng không của nhà cung cấp mà có tổng dư nợ lớn hơn là gì nhỉ lớn bằng năm mươi đúng không đấy. thì chúng cách làm chúng ta làm như vậy chúng ta quay về bài học nhé tương tự là chúng ta sẽ sang mục tiếp theo là xóa sửa nội dung xóa sửa nội dung của một hàm. Thế để xóa sửa nội dung của một hàm thì chúng ta giống như câu lệnh thì chúng ta dùng cú pháp câu lệnh như sau, là chúng ta dùng câu lệnh là drop function, chúng ta dùng câu lệnh drop function tên được đồ, tên hàm vân vân. À, cái này thì để đỡ lỗi thì chúng ta có thể dùng từ khóa là if uh, object id đúng không? Chúng ta để nếu mà hàm này đã tồn tại thì chúng ta if e null thì chúng ta sẽ xóa đây. Cái này thì trong ví dụ buổi trước thì tôi đã nói với chúng ta với, với cái xóa thủ tục rồi. À, cú pháp lệnh sửa là chúng ta dùng câu lệnh enter, enter function và cho hàm vô hướng. Cú pháp tương tự câu lệnh tạo hàm thay từ khóa clip bởi từ khóa enter. Tóm lại để chúng ta muốn sửa hàm thì chúng ta muốn sửa nội dung thì các bạn thay vì việc clip thì các bạn sẽ sửa bằng enter, đúng chưa? Cách thứ hai các bạn có thể mở luôn cái cái hàm đấy ra các bạn có thể sửa ở trên cái hàm đấy, đúng chưa? Có hai cách như vậy.